tại sao anh biếu cụ những tận 8 triệu mà không nói với em một câu nào. Anh coi em là cái gì trong cái nhà này hả? Anh đã nói với em từ trước rồi còn gì. Vậy theo anh, việc quan trọng trong nhà này chỉ cần thông báo là xong, bất kể vợ anh có đồng ý hay không à? Khổ quá. Nhưng cái việc này không thể không đồng ý được em à. Cả đời cụ chỉ mong góp được chút tiền để xây nhà thờ họ, mà anh là con trưởng. Không phải cụ muốn gì thì anh cũng còng lưng đáp ứng hết, đến mức tối đa như thế. Anh còn vợ con cái anh còn học hành. Này, anh vô trách nhiệm với cái gia đình này nó vừa vừa thôi. Khổ quá, như đây là khoản tiền anh mới được lĩnh là do công trình nghiên cứu làm từ năm ngoái. Với lại anh muốn biếu cụ, coi như là chúng mình giúp cụ đã thỏa mãn trước khi nhắm mắt. Bố anh lên cảm ơn thì tôi mới được biết là anh biếu cụ như tận 8 triệu. Thử hỏi, nếu bố anh không lên cảm ơn thì tôi có được biết hay không? Thì anh tính thư thư rồi nói với em, nhưng không ngờ tiện xe cụ lên nhanh thế. Bây giờ thì tôi mới biết anh không chỉ có quỹ đen để cất tiền riêng, mà anh còn coi thường vợ anh quá thể. Tôi nhục đến chết khi bố anh ngọt nhạt cảm ơn con dâu đã biếu bố tiền để xây nhà thờ họ. Em quá đáng nó vừa vừa thôi. Lúc nào cũng tiền. Em phải biết là các cụ còn sống bao năm nữa mà lúc nào cũng tiếc tiền. Anh nghĩ xem, ai là người quá đáng? Anh ăn ở đâu? Anh mặc ở đâu? Con cái anh tự lớn lên à? Tiền chi tiêu, ăn uống học hành, gần như một mình tôi cáng đáng. Có nhiều tiền, hắn nghĩ đến chuyện bằng cô, bằng chú, bằng bác. Anh làm gì có tiền mà góp những tận 8 triệu? Phụ thôi đi! Cô muốn tôi biến ra khỏi cái nhà này, để cô đỡ phải lo đúng không? Đời thỏa vợ nào mà suốt ngày lúc nào cũng cằn nhằn về tiền. Ở cái nhà này như cái nhà tù. Anh muốn đi thì cứ đi, xem có đi mãi được không. Hàng trăm thứ đổ lên đầu tôi, bảo sao tôi suốt ngày phải nói về tiền. Tôi cũng công tác à? May quá em đến kịp, em mua cho anh hẳn 2 chai đây. Không phải anh đi công tác à? Thế bây giờ anh định ở đâu? Anh ở tạm nhà bạn anh. Nhà bạn anh ở đâu ạ? Ở khu tập thể, cũng không xa lắm đâu. Ở như thế liệu có ổn không hả anh? Cũng ổn mà em. Bạn anh có nhà khác, không ở nhà này, nên anh mới mượn tạm để ở. Thế thì cũng may. Thế bây giờ anh định mang cả vali đến đấy luôn à? Anh chờ bạn anh cầm chìa khóa đến, vì sáng nay anh ấy vội đi làm. Lúc nào có chìa khóa anh sẽ sang. Anh có muốn em đi cùng với anh không? Nhà lâu không có người ở cũng cần phải dọn qua. Thôi, khỏi làm phiền em. Anh tự xoay sở được, có việc gì lớn đâu.